Công ty giải trí của diễn viên Thu Trang bị kiện đòi tiền tỷ. Công ty Bảo Trinh gửi đơn yêu cầu tòa án buộc công ty Thu Trang thanh toán số tiền vốn và chia lợi nhuận liên quan đến dự án phim Dân chơi không sợ con rơi. Chiều ngày 27 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với Tuổi Trẻ Online đơn vị đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Bảo Trinh, trụ sở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí tổng hợp Thu Trang, trụ sở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí tổng hợp Thu Trang, gọi tắt là công ty Thu Trang, thanh toán toàn bộ số tiền vốn góp còn lại là 1,15 tỷ đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Bảo Trinh, công ty Bảo Trinh. Đồng thời, công ty Bảo Trinh buộc công ty Thu Trang thanh toán số tiền phân chia lợi nhuận là hơn 2,4 tỷ đồng cho công ty Bảo Trinh. Theo đơn khởi kiện, cuối năm 2020, công ty Bảo Trinh ký kết hợp đồng hợp tác sản xuất và kinh doanh phim với công ty của Thu Trang trong dự án phim điện ảnh Dân chơi không sợ con rơi. Bộ phim này được lấy cảm hứng từ kịch bản gốc của Mexico mang tên Cha tôi là Dân chơi, do Huỳnh Đông làm đạo diễn. Thu Trang đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Trong nội dung hợp đồng, kinh phí sản xuất phim là 23 tỷ đồng, công ty Bảo Trinh góp vốn 2,3 tỷ đồng, tương đương 10% kinh phí sản xuất phim. Do doanh thu của bộ phim thấp hơn chi phí sản xuất, phía công ty Thu Trang cho rằng khi đầu tư phải chấp nhận có lãi hoặc lỗ, đồng thời chia lỗ theo tỷ lệ đầu tư. Như vậy, theo cách tính này, công ty Thu Trang đã thanh toán cho công ty Bảo Trinh 1,15 tỷ đồng tiền góp vốn đầu tư. Số tiền vốn góp còn lại là 1,15 tỷ đồng. Lợi nhuận công ty Bảo Trinh được hưởng tính dựa trên lợi nhuận phát hành nhân với 10%. Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc chiếu tại các cụm rạp, công ty Thu Trang vẫn trì hoãn việc hoàn trả vốn góp cũng như phân chia lợi nhuận, dẫn đến những tranh chấp giữa hai bên. Tuổi Trẻ Online đang liên hệ với diễn viên Thu Trang về vụ việc trên.